Tức buổi sáng hôm nay của đài truyền hình Minh Nhí Entertainment, đoàn phim đánh giá tứ hỷ của đạo diễn Thạch Hảo, do trung tâm giải trí nghệ thuật Minh Nhí sản xuất. Đoàn phim đánh giá tứ hỷ đang quay tại 91 TML. Dịch ra thì ai muốn dịch ra là dịch nha, TML đó nha. Thời tiết Sài Gòn hôm nay rất là mát mẻ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 10 km trong mưa không thấy gì hết. Rồi biết vụ tin gì chưa? Có mưa rải rác nhiều nơi mà. Có biết tin gì chưa? Tôi tin gì? Ủa không biết tin đó hả? Không. Đây nè, Giang cầm quay đi để em vô em nói. Rồi đưa đây. Đây là cái tin bản tin tiếp theo của sáng nay của cái đài Minh Nhí. Là cái này cao hơn. Trời đất ơi. Là một cái thông tin rất là nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, là sáng nay chúng ta quay phim nhưng mà không cần make up, tại vì cái xe đoàn nó chở cái thùng make up thì bị police hốt rồi. Rồi không có đại biểu hả? À, bên anh sáng nay mình quay phim mình không ấy. Là không có mà không có. Không phải, là do lý do là chồng của con bé Xưa Thảo đó mà là đạo diễn của đoàn phim đó. Đêm qua không biết nên làm gì đó, sáng nay ảnh chạy tí là anh police ảnh hốt rồi. Ảnh giữ đó và bây giờ chúng ta ngồi đây chờ thời và chờ make up thôi. Không có trang điểm mà. Nếu mà không có. Em đào lông dược vậy. Khoan, cái này bánh cuốn. Nó là cái gì em coi. Dạ, bánh cuốn chả giò. Không, mặt của Lê Giang và mặt của Thúy Nga, mặt của thầy thì là trang điểm cũng đẹp, mà không trang điểm là cũng bình thường. Nhưng mà riêng Long Nhật á, là tại vì là gương mặt Long Nhật không phải đẹp sẵn, nhưng mà chưa hoàn thiện. Nên là không có make up là mặt giống như là mặt Nga mèo. Rồi, đây là đeo mặt kiến đó nha. Mặt kiến là mặt kiến cần, mà không cần gì cả. Đeo nhìn cho nó tri thức thôi. Nhưng sao tại bác sĩ, đó phải bác sĩ đó. Mà quý vị biết sao không? Mỗi lần mà ký lương đó, mỗi lần mà nhận tiền là lấy ra nhìn là ký. Để cho nó rõ. Và đến tiền sao mà cầm đóng tiền á, xong đeo vô lại. Tại vì bác không cần gì cả. Phải có độ rồi không? Bác có độ. Có độ không? Không có độ gì hết á. Không có đem độ gì cả. Đem như vậy. Không, hôm qua thích nhất là cái vụ mà hỏi anh có thẩm mỹ không? Anh nói không. Rồi nhưng đó. Mà tại sao anh không tiết lộ thì anh sai rồi. Hỏi sao anh tiết lộ đi. Tại sao anh không tiết lộ sự thật anh thẩm mỹ? Anh sai rồi. Trời ơi, không có make up là đời lắm, giờ không sống nổi nha. Đó, tôi là... chẳng thà là tôi đói bụng, tôi chẳng thà tôi không có tiền, nhưng mà không quá xong vẫn là tôi chết đó. Sáng nay cái đoàn làm phim á, là đến đây từ 5 giờ sáng mà nghe nói không có make up, cả đoàn rã rời, không ai muốn quay cả. Trong đó có chị Lê Giang nè. Lê Giang đang ngồi kìa. Không, là... quay qua đây, em qua đây anh nói nè. Không. Sao vậy? Xin giới thiệu nè, anh chị ra đây em quay giờ camera là hướng về người đó nha. Biết vì sao mà anh Nhật vậy phải chải mascara không? Tại sao? Là bởi vì quay camera nên phải có chút mascara. Hỏi sao không có gì vậy trời? Là vì đó. Sao mà nó nghĩ là cái miếng hay cho? Tại sao phải chút mascara? Tại vì quay có camera nên phải chút mascara. Không có mascara là không có quay camera được. Thôi mắt sao đẹp vậy đi. Ủa mắt sao đẹp vậy Long Nhật? Mới nói mì. Nói nào đi, nói nào đi. Nói nào? Nói nãy. Ủa, ê cho anh hỏi phỏng vấn nè. Cái sáng sớm anh bước ra từ nhà thì là anh bóng lộ hết. Bày bà, bóng lộ đâu. Bày bà, đâu có bóng lộ. Biết ai cuốn cho anh không? Ai, con gái hả? Cái cuốn trên này là của con gái nè. Cuốn ai cũng như là của bà Ngân. Đâu, cuốn xuống. Trời ơi, mấy đoàn là cái cuốn anh ra. Một cái cuốn trên đây là của con vợ, hai cuốn đây là của hai đứa con, cuốn này của thằng Bim, cuốn này của bé Moon. biết Long Nhật nói vợ con Long Nhật trước khi lên đoàn phim không? Ta đi đóng phim đây. Hôm nay ta đi đóng phim. Rất men. Hôm nay ta đi đóng phim đây. Hôm nay không có cái giai thoại gì chuyện vợ chồng hết trơn. Có
có cái chuyện gì vui không? Có, sáng nay nè, xong đi ra bà xã với hai đứa con đưa ra thang máy. Tại thằng Bim đang vô đây, tụi nó nghỉ hè nó vô đây. Xong rồi cuốn tóc gì nè. Xong rồi như vậy đẹp chứ, một lát mở ra đẹp chưa? Con vợ nó làm sao? Thôi đi được rồi, bấm rồi đi.